ai cũng có ước mơ. 30 năm và 3 năm liên tiếp. I would say we made the best year in the Premier League ever. Có lẽ là chỉ 1 cm thôi, 1 cm thôi thưa quý vị. Đó là luật bóng đá. May mắn đã không đứng ở phía họ ở tính vừa rồi. Câu chuyện về chức vô địch. Sẽ được viết tiếp tại Anfield. For others it's sport, for us it's a way of life. They have a stadium, we have a home. They have songs, we have an anthem. They have a manager, we have a guardian. They have supporters, we are a family. We are Liverpool. This means more. Hơn cả một trận đấu, đại chiến tại Anfield, Liverpool, Manchester City. Trực tiếp và duy nhất trên cả cộng.